Hai, Dân Quý xin kính chào các nhà YouTube thân mến nha. Hôm nay là cuối tuần rồi, Dân Quý sẽ thưởng cho mình là một cái bánh xèo nha cả nhà. Đây, bánh xèo này là ở địa chỉ là số 70 đường số 11, cư xá Đài Ra Đa, phường 13 quận 6 nha cả nhà. Đây có số điện thoại nha cả nhà. Điện thoại là ai số điện thoại cả nhà có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là đặt qua app GrabFood nha cả nhà. Đây rất là ngon, bánh xèo rất là to, rất là ngon. Đây có nước chấm nè cả nhà, và bánh chén nè, bánh chén này cả nhà, với lại rau. Đây, rau rất là ngon, đặc biệt là rau rất là ngon cả nhà. Cái quý rất thích ăn rau đây. Nhìn cái tủ rau là rất là mê luôn cả nhà, rất là tươi ngon luôn đó, rau á. Rau sẽ cuốn với bánh chén thì cả nhà. Thôi giờ quý sẽ cho ớt vào nha. Quý sẽ cho ớt vào đây. Rồi cho ớt vào. Đấy. Giờ quý chạy tới đây vì quý bắt mưa ướt mình hết luôn. Nhân quý tính chạy lên trên chợ Tân Bình nhưng mà chạy không kịp, tới đây nước ngập quá, nhân quý ghé đây luôn. Rồi chúng ta sẽ, nhân quý sẽ lấy bánh chén, nhân quý sẽ cuốn nha, nhưng mà giờ nhân quý có cầm cái điện thoại, nhân quý không có. Ai, Dân Quý sẽ lấy bánh chén, Dân Quý sẽ cuốn một cuốn như cả nhà. Dân Quý sẽ cho rau lên nhà đây. Dân Quý sẽ gấp một cái lá cải salad. Đây. Nè cả nhà. Dân Quý dở ra nè. Đây bánh xèo tôm thịt như cả nhà. Đây, nguyên con tôm như cả nhà. Hôm bữa là Dân Quý ăn một cái bánh xèo củ hủ dừa, cũng là củ hủ dừa nhưng mà có cái kia là nhân là thịt vịt xiêm, còn cái này á là đây là tôm thịt này cả nhà. Đó. Cái này là nhân củ hủ dừa cả nhà. Đó. Rất là ngon cả nhà. Đây. Đây. Bây giờ Dân Quý sẽ nhìn rau vô. Ồ, rau rất là ngon cả nhà. Quý thích cái rau giúp cá, rau thơm đó, với lại cải xanh nữa, cải xanh rất là ngon luôn á. Cả nhà thấy cái bánh xèo hấp dẫn không? Đây, có hai con tôm rất là to luôn á. Mà trời đang mưa cả nhà, trời đang mưa, tạnh mới vừa tạnh mưa luôn á, hồi nãy mưa lớn, đường ngập. Đây, đây, Dân Quý sẽ gấp lại, Dân Quý sẽ cuốn lại nha. Giờ còn có một tay à. Chúng ta sẽ đi cuốn lại. Đó. Đó xé đem đây cả nhà. Rồi. Cắn vào rất là ngon cả nhà, cái vị bánh nó tan ra, bột bánh tan ra với lại tôm nữa, rất là ngon luôn á. Rồi tôi sẽ chấm lại. Wow.
Dân Quý thì Dân Quý thích cái món này, món bánh xèo với lại bánh khọt á. Hôm bữa Dân Quý muốn gửi bánh khọt nhưng mà không có kịp, trễ giờ cho nên Dân Quý không quay, không có gửi bánh khọt được. Bánh khọt ở đây là rất là ngon với bánh xèo. Kết nữa Dân Quý sẽ mua bánh khọt mang về. Hồi xưa ngày xưa khi mà ở nhà có đám tiệc hay là Tết nửa năm á, ở nhà Dân Quý hay làm món này cái nha. Đấy. Đây, tôi sẽ lấy một cái lá cải nha, cái này với lại rau gì đó, rau cá. Đây, lớp cá ở nhà. Rồi, Dân Quý sẽ gấp một bánh xèo. Gấp lên, bỏ đây. Dân Quý sẽ gấp thêm một ít nhân. Đây là củ hủ dừa. Củ hủ dừa đó nha. Củ hủ dừa nè. Sẽ cuốn lại nha. Giá bánh này là một cái chiếc bánh này là 50.000 cả nhà. Hai con tôm. Đây, thấy không? Đây cái bánh là một người là ăn không hết luôn cả nhà. Đây là thật là nhỏ. Dân Quý rất thích ăn gạt, bây giờ Dân Quý rất thích ăn rau sống luôn á. Ngày xưa Dân Quý không thích rau sống, mà giờ Dân Quý rất thích. Tại vì á, trong rau sống nó có nhiều chất xơ, cho nên là chúng ta ăn rau sống thì nó cũng rất là tốt, nó cung cấp rất là nhiều chất xơ luôn á. Còn mua nữa rồi nha. Rồi, Dân Quý sẽ cuốn con tôm nữa. Cuốn nguyên con tôm luôn nha. Dân Quý sẽ cuốn lại nè, nhưng mà Dân Quý có một tay mà còn cuốn rất là khó cuốn. Đó.
rồi, cả nhà hãy đến địa chỉ số này nha, số 70 đường số 11, cư xá Đài Radar, phường 13, quận 6 nha cả nhà. Em quý chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ngon miệng nha. Một ngày cuối tuần thật là vui vẻ với gia đình và người thân, với những món ăn ẩm thực rất là ngon của Sài Gòn nha cả nhà. Rồi em muốn chào tạm biệt cả nhà nha.